Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình. Mình là Huy Xuân đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ thử một mình cân huyết mochi với trái Phật tổ kết hợp với lại tập quỷ B4 nha các bạn. Trước hồi video thì xin chúc các bạn mọi người mới thật là vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ đi random trước nha các bạn, để xem hôm nay vận may của mình có may mắn không. Lần trước là mình random mà được trái bóng tối đúng không? Lần này không biết được trái gì đây. Xem nào. Ôi giời ơi, được trái trọng lượng các bạn, không phải trọng lực đâu, trọng lượng. Thôi lưu trú đi các bạn, vì tí mình mua chip mochi thì mình không thể dùng trái cùi mua được đấy. Chung chip mochi khá khó mua ấy, mất 1.000 nguyên thạch cơ, không thì các bạn phải dùng một trái gì đó 1.000.000 belly bạn đói. Rồi thì bây giờ mình sẽ mua chip luôn nha các bạn. Đấy, mình sẽ ấn vào cái nói chuyện này, nâng cao này và chọn chip bột thôi. Ok, 1.000 nguyên thạch này ấy, 2 tiếng mới mua một lần cơ, cực kỳ mệt luôn. Rồi thì mình sẽ vào trong raid mình test thử xem liệu cái sức mạnh cái tập quỷ nó có thể cân được cái raid này không. Ấy, nhiều bạn bảo raid mochi khó hơn cả raid Phật tổ. Theo mình đánh giá thì raid Phật tổ khó hơn nha. Còn mochi thì giờ mình sẽ phải test thử xem như nào. Ấy, trước mình có đi bằng đi gì cân cái raid này bằng tập người máy rồi, chung là khá là khó khăn đấy các bạn, thì nó đánh khống chế rất là nhiều luôn. Ấy chém mày quên mất các bạn ơi, mình chưa bật auto click rồi. Ấy team chắc team sẽ bật sau vậy. Từ ai chém này, mấy con quái này chỉ tép diêu được các bạn. Ấy chém này, ui từ chung mà trong cái như là cái raid này thì mấy cái tầng đầu cũng khá là dễ các bạn, nó không khó như raid Phật tổ đâu. Raid Phật tổ thì có mấy cái tầng 3 ấy, cái đảo 3 trở lên phát là nó có nhiều con hơn mừng con, nó gây choáng rất nhiều. Còn trong đây thì mình thấy như là chỉ có từ tầng 4 hay sao ấy. Ok, xong. Rồi mình sẽ tiếp tục ra đảo 2 nha các bạn. Đấy. Giờ lại thì nhé, lại dừng lại để bật auto, nó hơi mệt, thôi tí thì qua lúc đảo này nha các bạn. Đấy. Rồi, chém này. Đấy, ngoài ra thì chắc video sau mình sẽ cố gắng mình thức tỉnh nốt hai tập của dạng của mình, đó chính là tập Sky và tập Human. Đấy, hai tập này mình chưa có thời gian thức tỉnh. Hiện tại thì mình nói chung là đang nghỉ hè rồi nên mình có thể có nhiều thời gian hơn, mình sẽ treo server và thức tỉnh. Anh từ từ. Nói chung là còn đợi cái bản cập nhật thứ 20 của Blackfoot được các bạn. Đợi lâu vai trưởng luôn. Mình thấy admin thông báo từ tháng mấy nhỉ? Tháng 4 hay sao? Tháng 3 gì đấy. Thế mà tận bây giờ vẫn chưa cập nhật luôn ạ. Ấy chờ cập nhật không biết là có thay đổi gì mới không. Tạm thời thì mình cứ tập trung vào cái video này đã. Ấy. Rồi. Mình chuẩn bị bật cái auto click nha các bạn. Ấy. Chém này. Wow, chém bằng chuột hơi mỏi tay nha các bạn. Chém từ nãy giờ hơi mỏi tay đấy. Rồi xong luôn. Ok, thì hiện tại mình đang bật auto click rồi. Thì mình cũng nói qua cái vấn đề auto click nha. Thực ra thì bật auto click nên với trái human nó cũng không hẳn là xấu gì đâu, cũng không phải là hack gì đâu, mà chỉ giúp cho các bạn đỡ mỏi tay thôi. Chứ các bạn mà cứ dùng trái human mà cứ ấn chuột liên tục ấy thì nó rất là mỏi tay luôn. Như mình từ nãy giờ mình ấn ở cái tầng đảo 1, đảo 2 ấy, khá là mỏi tay luôn. Và thứ hai là nếu các bạn cứ dùng cái chuột mà các bạn ấn auto click và chơi trái human ấy, thì mình đảm bảo các bạn là nếu bạn cứ ấn liên tục trong một tháng chắc phải thay chuột luôn ấy. Đấy, cái auto click nó không phải là hack đâu, nó chỉ giúp cho chúng ta gọi kiểu như là đỡ mỏi tay thôi. Rồi thì sẽ tập trung vào video luôn nha. Đấy, chém này. Cái đảo chung cái raid mochi này mình đánh giá là nó kiểu như là nó hơi khó đi hơn, kiểu như là nó không rộng một cái raid human ấy, raid Phật tổ ấy. Raid Phật tổ thì nó cái map nó khá thoáng các bạn, còn đây thì nó cứ kiểu chật hẹp hẹp. Đấy, xong luôn đảo thứ 3, khá là nhanh. Tiếp tục sang đảo thứ 4 nha các bạn. Đảo thứ 4 hình như sẽ có một cái con boss gì đó. Nó có trái mochi V1 hay sao, mình nhớ mang là thế, trước mình có đi rồi. Rồi, chém này. Đấy, hiện tại thì mình đang có cái thanh nộ màu đỏ đấy, nhưng mà mình không bật đi đâu. Vì bật nên nó sẽ tiêu tốn rất là nhanh, nó sẽ mất cái thời gian mình đi. Đấy. Xem nào. Ui. Chém khá phê ấy. Đấy, ngoài mình cũng thấy các bạn một bạn bình luận bảo là ngoài cái red Phật tổ với red mochi ra còn một cái red rất là khó đó thì là red phượng hoàng. Thì mình thấy là red phượng hoàng cũng bình thường mà các bạn. Trước mình nhờ một người kéo đi bằng Phật tổ kết hợp với tộc cá V3 thôi mà vẫn kéo được cái red phượng hoàng các bạn, dùng mỗi cái mana karate cá mập ấy cũng kéo được. Ấy thì red phượng hoàng thấy cũng có khó gì đâu nhỉ. Một cái red rất là khó, mình nghĩ là red tơ các bạn. Tơ mình thử đi rồi nó choáng kinh cực kỳ luôn. Đấy thì mình không biết các bạn cứ bình luận phía dưới cho mình biết là có biết gì khó đi nhất. Là mình test thử nha.
Hiện tại thì mình đã hoàn thành xong cái đảo thứ tư rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục qua đảo cuối cùng và chúng ta sẽ tiêu diệt thử boss này nha các bạn. Mình sẽ thử bật tộc lên này xem liệu có chiến thắng được cái con boss Mochi được không. Ủa rồi, chưa chi vào nó đấm cho. Thì thử để mình tích được cái lọ mình bật tộc nha các bạn. Bọn này náo quá. Rồi, bật lại. Ui rồi, bật phát là hồi luôn skill luôn. À thật sự. Rồi, do luôn, chiến luôn này. Cân luôn. Ủa rồi, ủa nó choáng kìa. Ui trời ơi, các bạn nhìn cái thanh máu của mình chưa? Một phát đầy ác luôn. Đấy, rồi, lại choáng tiếp mày. À, mày choáng đi. Trước mình đi cái tộc người máy mình khổ sở bãi trưởng các bạn. Mặc dù tộc người máy là clear nhanh thật sự nhưng mà bị nó choáng này, nó đấm này. Rồi. Mày đấm này, đấm đi, đấm đi, đấm đi, hút đầy máu luôn. Đấy, quá ghê gớm luôn. Cái tộc quỷ cái đặc điểm là cái khói ở giữa chân mình ấy, đen đen xì xì, nó có gây sát thương các bạn thì các bạn lướt nó sẽ gây sát thương nha. Nên là đánh khá là nhanh. Đấy. Không mất tí máu luôn. Rồi, sao đây chỉ có một thằng lại choáng tiếp mày. Đấy, dùng cái lăng đi. Đấy, x đi, x đi. Đấy, nó dùng x liên tục các bạn. Bạn dùng tập khác có khi ngủ đến đâu lại choáng tiếp này. Lại đấm mình này. Mày đấm này đấy. Máu mình mà các bạn nhìn máu mình không tụt luôn. Nói chung mà không tụt nên quá nửa cây luôn. Lại tiếp tục đấm à. Đấm đủ chưa. Để xem. Ôi mình thấy mình đi khá nhanh các bạn. Con boss hình sắp chết rồi sao mà mình còn tầm 7 phút này. Ôi xem là còn bao nhiêu phút nha. Ok xong luôn. Ui 6 phút 59 các bạn. Đánh nhà 7 phút nha các bạn. Bởi vì mình vừa nãy mình còn thoát ra mình bật auto click ấy. Nên mình mất khá nhiều thời gian. Đấy chung mà tập quỷ đi rất Mochi khá là dễ. Chung mà mình đánh giá chung luôn là Red Mochi là nó sẽ không khó bằng Red Phật Tổ nha các bạn. Rồi, nói chung là mình đã hoàn thành cái Red Phật Red Mochi này với cái tập quỷ V4 kết hợp với tập trái Phật Tổ rồi. Chung mà khá là ngon. Thì nếu như các bạn thích video này thì nhấn like và đăng ký kênh nha. Giờ thì chắc là xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.